Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi cho nên. Cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không, là chưa có gì hết, đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó, khó lắm. Cái về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước, ủa làm sao? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề rồi đó, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa, tại vì em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay. Nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Đỡ dở thì... dạ, dạ. Nhưng mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Dạ, dạ bà xã. Đó. Rõ ràng. Để chi biết không, đến lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã. Thực ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu, tại vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã. Trong lúc em lên dây đó, chuẩn bị đó thì bây giờ mời em, bây giờ em giới thiệu em một chút, vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền. Đúng rồi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và tất cả những quý khán giả xem chương trình này ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Ngọc Châu, thì em đang làm CMO là chuyên môn cho văn phòng đại diện của Viện Tế bào gốc ESL Bio. Chào mời em. Dạ hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương. Thì các bạn học trò của em hay biết là em hay dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học, mà mình chỉ nói về tình yêu gia đình thôi. Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? Hôm nay em ngót nghét 30 rồi. Ngót nghét 30 rồi. Dạ quá. Sáng 5.000 xôi, chiều 3.000 trà đá. Còn Châu thì sao? Thì em ngót nghét bằng Dương. 29. Thôi bây giờ em đàn một bài để cho anh chị ké. Ké, đúng rồi. Dạ, nghe ké cái coi. Dạ vâng ạ, em rất là hân hạnh. Thì cái bài này nó tên là cái bài Tự nhiên. Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau mà có thể trò chuyện suốt đêm thâu. Tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu. Tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ. Tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chỉ ngọt sẽ bùi. Một khi có người sầu lo chẳng vui, người kia cùng với nụ cười. Tự nhiên bên đời anh ấy có thêm người thân ấy là chính em. Tự nhiên trong nhà anh ấy có thêm người anh sớm về mỗi đêm. Lạ thật đấy, tự nhiên mình gặp nhau. Ồ lạ thay, tự nhiên ta tâm đầu. Ồ ngộ ghê, tự nhiên mình chung lối suốt đường đời. Tự nhiên mình thành đôi. Dạ, các bạn hát hay quá em ơi. Dạ, rất hân hạnh. Rất cảm ơn anh nhé. Anh rất muốn biết hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm MC trong trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học.
Tụi em cùng trường, cùng khoa, chỉ khác lớp thôi ạ. Chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không? Cũng không có bình thường. Trước khi mà lên sân khấu làm MC á, là em thế cho một người bạn. Chắc vợ em không dám nói đó chứ. Vợ em về kể lại, trời, lần đầu tiên gặp anh á, em thấy cái gì đó nó dơ dơ. Tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà. Cái này chắc cũng xin lỗi các bạn tự nhiên, chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên. Thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá. Không có chú ý về cái cách ăn mặc, đầu tóc, không có chú ý gì hết trơn. Ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà mồ hôi mồ kê mình, đúng là dơ, dơ là đó thì, giờ thì móc móc cũ cũ. Dạ đúng rồi, nhìn nó dơ dơ lắm. Còn em thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá. Em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần. Thời của em cách đây 10 năm không có ai vậy hết. Em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không? Dạ không. Nó không phải là đùng một cái mà mình thấy là nó bất bình thường, mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ. Đã. Thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình. Nãy giờ Dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh, nghĩa là em rất là điệu. Cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với Dương là vì em điệu hơn các bạn. Chương trình người ta có 3 tiếng à. Mà tụi em thống nhất là mặc 3 bộ đồ. Ban đầu Dương đề nghị thì rất là mắc cỡ, sợ em không chịu, nhưng mà em nghe 3 bộ đồ em mừng quá. Tại vì mình được điệu. Dạ đúng rồi. Thích quá, cho nên là đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là mình rất là thích đẹp, mình rất là thích chỉnh chu. Vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á? Thì có một lần em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối. Thì Dương nói là sẽ đón em về. Cho nên đó là Dương chở em về. Thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở. Thì đó là lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau bên ngoài. Lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương? Chưa anh, chưa. Cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm. Cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel. Ngày Noel năm rồi, ngày anh vừa rồi chính là kỷ niệm 9 năm. Ủa? Ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm luôn. 9 năm quen nhau. Rồi, tới giờ sao nè? Tỏ tình có gì đặc biệt không nè? Em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy. Lúc cảm nhận của em sao đó, tại sao không tặng là con chim sưng ca? Đúng rồi đó. Hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò. Dương là mối tình đầu của em mà, cho nên lúc đó có người tỏ tình với mình là mừng quá rồi, cho nên không quan tâm đến quà là cái gì luôn. Không để ý trâu hay bò hay là ngựa hay là cái gì luôn. Nói chung là mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra. Không nói thành lời luôn. Dạ. Coi như là chấp nhận, em cũng hiểu là bạn này đồng ý thôi. Dạ đúng, nhận qua ba chị. Như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có hôn gió được không? Dạ có. Hôn gió hả? Trời đất, có hôn gió bà nội ơi. Vậy hả? Hay là vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay, rồi em mới được đặt cái luôn. Đặt cái bờ môi của em lên gò má của chị. Chắc cũng phải cả tiếng sau. Lâu quá chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm sau. Mình cũng nghĩ vậy luôn á. Dạ, hôn tóc thôi. 2 tháng sau. Hai tháng sau là mới hôn môi. Hôn môi. Hôn má thì em chồng không... em là hay quên á. 2 tháng sau là hôn má, 6 tháng sau mới hôn môi. Rồi đó. Nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không? Dạ, giận một lần. Em cũng không nhớ lý do tại sao, nhưng mà cũng giận nhau một tuần. Cũng cảm thấy là buồn và tổn thương lắm. Nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu là lý trí đi trước tình cảm. Thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này. Rồi bên này họ cũng nghĩ vậy. Cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần, giận nhau mới được một tuần. Rồi xong đó là quề luôn. Dạ. Và êm đềm cho tới ngày cưới luôn. Rồi, vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy, ngày làm đám cưới luôn. Dạ, đúng. Như vậy là trước đó là cũng không sống thử, không gì hết luôn. Tụi em làm ăn chung, rồi chung rất là nhiều cái về tiền, bè tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ là giữ gìn cái chuyện quan hệ thôi. Em ơi, cái đêm tân hôn vui không em? Dạ không. Sao vui dữ. Chú làm cái chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt. Dạ chớt quớt. Chớt quớt luôn. Là do ông xỉn. Thì hai đứa tỉnh quá nên chớt quớt. Chắc cũng phải 2-3 tuần gì đó. Sau rất là nhiều sự cố gắng. Và đúng là cố gắng luôn đó. Rồi có cả lo sợ nữa. Rồi mình cảm thấy mình... Cái này mình chia sẻ kiểu đàn ông như không sao cả anh Thuận. Kiểu là chưa có gì hết.
đúng không chị? Cho nên là nó rất là khó, khó lắm. Rồi. Về hỏi mẹ, rồi hỏi bạn, rồi hỏi những người đi trước. Ủa làm sao? Em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ? Ê, em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba trong cái câu chuyện này. Chỉ có mẹ, hỏi mẹ. Mẹ cũng bó tay, hỏi ba. Còn bạn này mới hỏi mẹ nè. Rồi hỏi chuyên gia nữa. Hỏi chuyên... Bà trong đó em cũng thấy sao mình dở quá vậy? Cái này gì nó do mình không? Thí dụ như mình ao ao cái là được rồi. Nhưng mình sợ. Mình sợ chỉ đau. Tức là mình cứ không có. Cứ sao quân. sao quân hoài. Thôi là cuối cùng cũng ráng. Và cũng được 3 tuần, gần tháng. 3 tuần sau mới có đêm tân hôn. Dạ đúng. Đúng nghĩa. Trọn dạ, vẹn. Đúng nghĩa. Đúng. Còn em sao, có về hỏi mẹ không? Dạ không. Em thì em cứ im lặng thôi. Nhưng mà rồi á, trong 3 tuần lễ mà sầu quần chưa đâu vô với đâu á. Dạ. Em có bị hoang mang lo sợ? Dạ không, em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan á, với lại là em lo đi chơi, em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật. Tức là trong 3 tuần trăng để chuẩn bị lên kế hoạch á anh thì không được. Nhưng mà trước khi đi là cũng được rồi. Rồi xong rồi đi cái đó là dính luôn. Dính bầu luôn, bầu luôn. Oh. Một lần duy nhất mà từ đó là chỉ, vậy là coi như là từ lúc cưới cho tới lúc đẻ, mà đẻ con xong là phải kiêng nữa. Coi như tổng cộng 2 lần. Trời. Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng 5 đổ lại đây. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh. 3 tuổi rồi. Dạ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái phần là... rất là hấp dẫn nha. Nãy giờ anh thấy chồng em á nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, rất lịch thiệp vậy. Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi, dớ bỏ nẻo. Cái bàn làm việc của chồng em á, mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm tiệc chúc mừng á, vì lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Không, nghĩa là ông để ông quăng sách vở để. Dạ. Bừa bộn lắm. Dạ đúng rồi, cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon, không thiếu cái gì hết. Nhưng mà em thì được cái là em thoải mái, cho nên là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái. Ok luôn, không sao hết. Hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali, là cái vali bỏ chỗ này, cái vali bỏ chỗ kia, rồi cứ lôi đồ ra mặt hết thì cất vali thôi chứ cũng không. Nhưng mà em có bừa bộn không? Dạ. Em có bừa bộn giống như ảnh không? Em thì em không bừa bộn như ảnh, nhưng mà em cũng không phải là người quá chi ly trong trong mọi thứ. Còn gì nữa nè? Còn thật xấu gì có giống Nobita không? Dạ, quên chồng em quên là sao? quên số 1 luôn, nhưng mà may quá em số độc đắc. Em quên giỏi hơn chồng em. Quên. Tiếp tục nè. Chồng em cọc nhưng mà em có thuốc trị. Thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu, giả ngơ, coi như không biết gì hết. Xong rồi lấy hồi là quên luôn, thế là xong. Quên là mới cọc luôn á. Thật sự luôn là kể tính tốt thì em kể rất là nhiều. Vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Em thì em thấy như vậy là được rồi. Quá tốt. Dạ. Tới em đó Dương. Nói chung thì em cũng có một cái hội bạn thân, là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã. Mấy bạn em cũng có bà xã hết, về kể với nhau thì mới phát hiện một điều, đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có. Y chang luôn. Cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy khó chịu nhất, nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm. Cái này nói được không ta? Chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ đó, đưa tiền chợ vậy. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu nha, là anh không có lo gì được cho em hết trơn, anh không có cho em cái đồng nào hết trơn đó, kiểu vậy. Là quên, nó bị tính hay quên. Cầm tiền xong là không nhớ mình cầm tiền của ai luôn. Dạ đúng rồi. Xong cái đó mới đưa hồi chiều đó, bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà cũng kể nữa. Kể quá trời kể luôn đó, kiểu vậy. Rồi một cái ha. Rồi cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4, mà mãi tới bây giờ em mới học được, chứ ngày xưa đâu có biết. Cho nên là luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần mà giận nhau ấy, bả nằm xoay vô tường, hoặc em phải nói em ơi cho ôm cái nha, thôi đừng có đụng vô, thôi cho ôm cái đi mà, thôi đừng có đụng vô. Mình muốn ôm rồi đó, cái vợ mình mới nói không, cái này em nghiêm túc, tại vì bây giờ em mệt á. Nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì em sẽ không có ngủ được, cho nên là nếu mà anh muốn á thì nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em. Nghe nghiêm túc quá, em tưởng thiệt. Cái thế là em ngủ luôn. Cái sáng mai tại sao anh không ôm em? Cái em, ủa nó mới được đâu. Không được, anh phải nhớ quy tắc con số 4, phải năn nỉ 4 lần tới cái lần thứ 5 mà em vẫn như vậy thì mới là thật. Đó.
Thì đó là cái mà em học được. Thì có nhớ bớt xuống hai lần cho đỡ mệt. Bớt xuống đi. Đã đi chợ tôi còn trả giá mà. Chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có được chị. Nhưng mà mình bây giờ phải làm nư chứ. Từ từ cái con số 4 nó lờ. Số 5, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa. Cái đó là cái thứ hai. Này lại có lần em mệt nữa nè. Có một ngày đẹp trời nọ, cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở, cảm thấy hay cáu gắt. Lúc đó mình biết là giận rồi, mình cảm nhận được. Cái mình hỏi em giận anh gì hả? Đâu có giận gì đâu. Sau mãi sau này mình mới biết là ồ, hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy. Cái lúc đó là lúc mới cưới, cũng lo toan nhiều thứ lắm. Rồi mới dọn ra riêng, có rất là nhiều gánh nặng phải lo, mà đùng cái có bầu. Cái mới, à trời ơi, thì ra là cái chuyện đó. Cho nên là mới khó nói đó. Chứ sau đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn. Mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn. Rồi bây giờ có mong muốn, mong muốn thay đổi gì? Dạ, thay đổi gì không? Muốn thôi, chứ cũng hiểu là cái hoàn cảnh cũng khó. Tức là sáng sớm vợ nấu cơm, mình ăn cơm chung, vợ ở nhà chơi với con hết đi, mình đi làm được rồi, còn vợ đi làm cho vui, một ngày 4 tiếng thôi, một ngày 8 tiếng thôi đó, rồi còn lại thì mình lo hết, thì cái đó là cái mong muốn của em. Nhiêu thôi chị thấy vậy nè, chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó vẫn còn giữ kẽ với nhau á. Mặc dù là mình đã quen nhau tới 5-6 năm rồi, mình ở với nhau 3.5 năm rồi, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó chưa phải là một, nó vẫn còn cái sự giữ kẽ với vợ, giữ kẽ với chồng và giữ kẽ với mọi người xung quanh đó. Thì giữ kẽ với người xung quanh là ok, là cái điều đó là nên phải bắt buộc. Nhưng mà em biết không, vợ chồng nó có cái vui lắm, khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẽ với nhau á, thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia, cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình. Nó khớp á, nó vô cái ngàm nó khớp. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi, mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy, là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi. Và ngược lại, chồng chỉ có xả được với mình. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó sung sướng lắm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc, em cứ thử đi. Tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng, là vợ mình thôi, chứ cũng có ai nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau. Thì thành ra em thử cái cảm giác đó đi. Tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi, cái cảm giác rồi, bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa, là không giữ kẻ với nhau nữa. Đó là muốn là anh đó, ví dụ nha, đó lâu lắm rồi đó, ví dụ vậy. Chị nói vậy không cần phải nói xa nói gần, không cần phải tự hiểu. Em hiểu chị không? Không cần phải tự hiểu, tại vì như vậy nè, những cái đó nó sẽ làm cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn. Hoặc ngược lại nha. Tự nhiên ủa trời, bà rất cần đến mình, bà nghe là hiểu, bà rất là mê mình, bà rất là muốn mình, là tự nhiên cái hưng phấn nó nổi lên, đúng không? Đó, và ngược lại chồng cũng vậy đó. Đó thì chị chỉ góp ý vậy thôi. Em có vậy không? Có luôn. Không có. Bởi vì mấy hai đứa liên tiếp. Anh hy vọng là sau chuyện này về thì các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa có thật sự là có thể tỏa ra hết, đó, bung xòe ra hết á, thì hy vọng sau chuyện này về thì hai vợ chồng sẽ không còn có một cái gì đó kẻ, không có gì cái gì đó giữ nữa hết. Nghe, cứ nói hết nghe. Rồi, cảm ơn chị rất là chào. Trời ơi, cưng quá vậy. Trời ơi, quen quá. Chào anh Quốc Thuận, chào chị. Chào cưng. Một MC nổi tiếng của các chương trình truyền hình thực tế đó vậy. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ, và chào quý vị khán giả. MC ơi, tự nói chuyện đi, để mình ngồi coi. Rồi, tự giới thiệu đó. Dạ, ngại quá. Em xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Phước Cẩm Viên, năm nay 35 tuổi. Thì nghề chính là biên tập viên. Bữa nay mới biết tên em Cẩm Viên luôn. Dạ, đúng rồi, mọi người thường gọi là May, nhưng mà thật ra là tên em là Cẩm Viên. Lý do gì sao lại tên là May ạ? Dạ, đó là ngày xưa khi mà tham gia chương trình Love Bus thì mọi người được chọn một cái nickname để tham gia chương trình. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Trần Kim Anh, em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ. Tụi em quen nhau ở chương trình Love Bus hay sao? Dạ, thật ra cũng là chương trình đó, nhưng mà không phải là ở trển, mà là ở dưới. Dạ, tức là sau khi đi quay chương trình về xong rồi, em thích chương trình, cái em vô làm với chương trình luôn. Tới năm 2012, cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em gọi điện cho bạn này lên để casting người chơi cho Love Bus. Em gặp bạn này ở ngoài thì cái cảm giác em như thế nào? Dạ, em không nhớ một chút ký ức gì về cái buổi gặp đó. Bây giờ hỏi em nè, cái
thời điểm đó, đó là chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim rất là nổi tiếng. Dạ. Vậy thì em có biết anh này không? Dạ em có biết, nhưng mà em nhìn ở ngoài nói anh vừa đen và vừa xấu hơn ở trong hình rất là nhiều. Mà lúc đó em có bồ chưa? Dạ có. Thật ra là về thì bạn này chơi với bạn gái cũ của em, à tức là bạn gái đương thời của em lúc đó, coi như là bạn thân luôn á. Cái này nó hơi có một cái sự rắc rối nhẹ. Em chơi với bạn gái của bạn này. Dạ. Thì rất trong lúc mà hai người là bạn thân á, à, thì em đã có cảm tình với bạn này chưa, hay là chia tay rồi em mới có cảm tình? À, thật ra là hồi mà lúc mà hai người quen nhau thì hay cãi nhau, thì em là người ở giữa luôn, nghe lắng nghe có hai bên. Thì thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi. À. Lúc đó trong mắt em không có gì với ảnh luôn, không có một chút xíu cảm xúc nào, chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi. Bạn khổ. Dạ. Rồi xong rồi là bạn đó nghe lời em xúi bỏ luôn hả? Dạ cũng chưa hẳn đâu ạ. À. Thì thật ra là lúc đó bạn đó cũng kiểu như là bạn cũng bị phân vân, tại bạn có rất là nhiều người theo đuổi. Và thứ nhất, thứ hai nữa là bạn là một cô gái cần sự quan tâm 24/24. Mình thật ra cái vụ mà bạn ấy xúi bạn gái chia tay là tới sau khi cưới em mới biết. Nhưng mà chị hỏi em nè, trong lúc mà đi chơi kiểu như vậy, có lúc nào em cảm thấy em lạc lòng với vợ của em bây giờ không? Gãi gò má là biết có vấn đề rồi. Có một hôm là cũng là bạn này ra thì mặc cái quần ngắn, đó là lần đầu tiên em thấy bạn ấy mặc quần ngắn, quần sọt ha. Dạ quần sọt. Nhìn thấy trời chân dài dữ ta. Là gu em là gu chân dài đúng không? Dạ. Cái thật ra là sau đó là cái bạn thân của em đá ảnh. Xong ổng mới quay qua tố khổ với em. À. Kêu là giờ buồn quá không có người nói chuyện. Chị tức quá để chị truy nốt. Em khai cho chị biết coi, sau cái vụ mà chân dài miên man đó, tối về em có nằm mộng thấy bạn này không? Đã bắt đầu có những cái nhen nhúm, em nói thật cho bạn biết đi. Chứ bây giờ chị đảm bảo tâm lý vợ em vẫn còn nói là giống như em bị bỏ rồi, giống như là em buồn quá em mới cầu cứu đến vợ em. Đúng là thời điểm đó là em cũng mới có một cái chút gì hình ảnh của cô này trong đầu, thì cô bạn gái đương thời đã đá em rồi. Tức là đá đúng thời điểm đó. Từ khi mà em và bạn gái chia tay thì bao lâu thì em với vợ em bây giờ mới chính thức là quen nhau? Anh theo đuổi em cả năm, cái xong đến tháng 5 2016 thì em đồng ý quen ảnh. Nhưng mà tụi em quen được 3 tháng thì lúc đó tụi em còn rất là kiểu mỗi người đều có cái tôi rất là lớn, nên tụi em lại chia tay. Anh lại theo đuổi lại từ đâu. Mãi đến năm 2017 sau 4 lần tỏ tình thì em mới đồng ý quay lại với ảnh. Hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 2 năm. 2 năm nó có trắc trở gì không anh? Từ lúc mới yêu nhau là bạn ấy đặt cái quy tắc không được nắm tay, về nhà trước 10 giờ rưỡi. Cái đô nặng nhất là tới đâu? Là hôn má, hôn môi là tới đâu? Giờ đô nặng nhất là được nắm tay á. Hai năm mà chỉ có nắm tay thôi đó. Vượt qua được cái lời nguyền là nắm tay thôi. Dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất jean rồi là phải cưới luôn. À, dạ cũng không. Chưa luôn đúng không? Bạn thêm quy tắc nữa đó là để em học xong đã rồi cưới, hoặc là để em niềng răng xong đã rồi cưới. Để học xong rồi cưới nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn thì sao lại học lại. Còn niềng răng xong rồi mới cưới, nhưng mà anh chị nhìn cười bây giờ vẫn còn niềng. Cứ một tháng là đứt niềng răng một lần là phải tới bác sĩ nối lại. Mấy năm rồi? Không, dạ chắc rồi. Hơn 3 năm rồi quá. Dài dữ em. Tại vì ổng dẫn em đi ăn nhiều món á. Cái tới hôm bạn ấy nói anh ơi thật ra là nào giờ không có ngủ với đàn ông, em không có quen, cho nên thôi cưới mình cứ ngủ chung. Cái này hơi kỳ. Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi cưới làm chi. Cái từ đó về sau là em không đề tập chuyện cưới nữa. Rồi tới một ngày ba mẹ vợ gọi vô bắt cưới. Thế là ba mẹ vợ. Dạ. Trời ơi cũng mực ha. Dạ. Chị hỏi nè, đêm tân hôn á, từ cái việc mà em được nắm tay nè, em phá giới nè, bắt đầu đến hôn má nè, đến hôn môi nè, là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm? Em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới... Đâu, anh đi công tác mà. Mình cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn rồi. Nhưng mà đêm tân hôn thì sao? Dạ, tụi em mệt quá ngủ luôn. Rồi đêm sau? Cũng vậy luôn mệt, chị. Ngủ. Mệt đêm thứ 3? Cũng vậy luôn. Mệt luôn. Rồi là em đi một tuần luôn. Dạ. Rồi em mới trở về. Dạ. Rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa? Khoảng 1 tháng nữa chị. Một tháng nữa. Trời sao mà. Nhưng mà mấy em khó chịu không mấy? Thật ra là hồi đầu em tức lắm. Rồi đến khi mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao? Em làm như em bị lây bệnh lãnh cảm của cổ. Xong đêm rồi cũng bình thường. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, dạ. Em mới lấy nhau khoảng 9-10 tháng. 9-10 tháng và bây giờ cái việc đó nó đã cải thiện chưa? Đó. Giờ tụi em giống như là sao ta? Có nhu cầu thì ok làm, mà không có nhu cầu thì thôi. Nhưng mà cái nhu cầu đó là nó thường xuyên không hay là lâu lâu mới có nhu cầu? Cũng lâu lâu mới có. Lâu lâu là bao lâu? Tuần.
hàng tháng? Tính quý đi. Nhưng mà em có nhu cầu không chị, hỏi thiệt? Lúc đầu thì em cũng thấy hơi bất ổn, nhưng mà sau đó em để tâm vào những chuyện khác em thấy bình thường luôn ạ. Bình thường và em không có nhu cầu đó luôn. Tại vì em thấy anh mệt quá nên em cũng không có muốn làm anh mệt thêm nữa, stress thêm nữa nên em. Nhưng mà mỗi lần mà anh về là người anh mệt mỏi rệu rã lắm. Thật ra mệt mỏi rệu rã thì cũng không đúng. Em vẫn tự đánh giá em là người khỏe. Không khỏe là về sức lực á, tức là ok, làm việc xong về nhà em vẫn có thể làm thêm việc nhà này nọ được. Nhưng mà giống như mà khi bảo làm chuyện ấy đi á thì tự dưng không hiểu sao em lại đâm ra lười. Cái ca này hơi bị căng á. Đó, đây là tâm lý á. Tự nhiên tạo thành một cái thói quen, tại vì lúc mình yêu nhau lâu quá xong rồi mình bị control nhiều những cái mà không đáng á, thì thành ra nó thành một cái phản xạ vô điều kiện trong cái việc đó. Và gọi là cái mong muốn tìm tòi á, mong muốn khám phá nó không còn nữa. Thực ra mà nói á, bạn này là thuộc tuyết phụ nữ kín đáo, giấu cái cảm xúc của mình. Nếu ở lứa tuổi lớn rồi, ví dụ như là cỡ 50 đổ lên, mà khi mà chồng mình không còn nhu cầu đó nữa, thì cái người phụ nữ đó có thể cam tâm chấp nhận cái việc là mình phải tự quên cảm xúc của mình đi. Nhưng mà với vợ em á, cái tuổi này đang là cái tuổi mà cái nhu cầu về sinh lý của người phụ nữ đang rất là cao. Thành ra là bây giờ cứ để chôn vùi cái chuyện đó thì rất là tội nghiệp cho vợ em. Thì em phải suy nghĩ lại về cái việc này. Còn cái cách như thế nào thì mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người sẽ mỗi cách. Nhưng em phải hiểu cái tâm lý đó. Còn về phía bạn này, một phần nào đó lỗi là do em. Tại sao mình phải kềm chế? Thì em cũng phải chủ động một chút. Có một cái tảng băng á, giống như là đang chắn ngang. Phá cái tảng băng đó đi để khơi gợi những cái bản năng của chồng em. Và hai người nên thẳng thắn với nhau về việc đó. Có những ông chồng ngộ lắm, thích vợ mặc đồ ngủ mà sexy. Hoặc có những ông chồng lại thích ngửi cái mùi hương của vợ mình ở một cái loại dầu thơm nào đó. Em có cái nhu cầu đó, em thích như thế nào đó, em nói với vợ em. Nha. Thôi bây giờ sao? Trời ơi, toát mồ hôi nè, cái cặp này. Có nói thẳng với nhau luôn. Đó, nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến cái phần như dập mặt nhau. Sẵn đài em kể trước đi. Thì thật ra cũng không có gì hết. Hồi trước lúc mà yêu ảnh em thấy ảnh ít nói lắm. Em nói 10 câu chứ anh nói được nửa câu thôi. Còn bây giờ lấy xong rồi em nói một câu anh nói 10 câu. Cái gì lật ngược thế cờ đúng không? Là thứ hai là ở dơ lắm. Cái quần mặc 5 ngày chưa giặt, cả tuần luôn, em không nhắc là chắc cả tháng mới giặt. Có ghen không? Em nghĩ là chắc chỉ có em ghen nhau không có ghen. Đó, nhưng mà tự... có một bình lỏng không phải. Hồi trước nha, em mặc cái gì cũng được hết trơn á. Em mặc dài, ngắn, hở, hiếp gì cũng không sao. Bây giờ mà em mặc đồ mà ngắn xíu xíu, ở nhà khỏi ra đường. Sợ là đồ ngắn rồi một người nào đó giống mình hồi đó là nghía cặp giò đúng không? Dạ, tại vì cưới rồi mới phát hiện ngoài cặp giò đó, cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Đó, lên cắm. Rồi bây giờ tới em đó mày đó. Dạ. Em giống như là bản sao cổ vậy đó. Em có cái tật xấu gì cổ có tật xấu đó. Em nói nhiều, thật ra cổ cũng nói nhiều. Mà thật ra là cái nói nhiều của em là do lây từ cổ. Ngang ngửa nhau rồi, rồi. Còn ở dơ sao? Bạn này bị bệnh cuồng quá chất. Thí dụ như bạn rửa chén là bạn phải xịt cái chai nước rửa chén vô. Xịt vậy nè. Xịt như xịt nước tương vậy đó. Bạn chà cho nó bong lên. Rồi khi mà rửa xong ngửa vô còn mùi xà bông, ok mới là sạch. Gội đầu mà gội tùm lum lên. Tới lúc bắt em vô ngửi rồi có mùi xà bông chưa anh? Có, ok sạch. Nhưng mà em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát, còn cái người ở sạch thì bị lát. Mỗi tối luôn bắt em đè em ra bắt em bôi thuốc lát cho sạch quá mức luôn nè. Tới lúc cưới nhau về mới phát hiện ra bạn ấy có một gì là cái chữ ấy, ví dụ như là anh ấy cái ấy giúp em vô chỗ ấy một cái. Em có câu nói đó là như thế nào? Rồi bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với bạn này là cái điều gì? Dạ là cũng là cái đó luôn. Em mong là trước khi nói một cái gì đó có thể dừng lại một giây suy nghĩ. Nổ não lắm. Nổ não. Thôi bây giờ em mong muốn mày thay đổi điều gì? Thật ra thì em lấy ảnh em thấy ảnh cũng tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì nhiều, chỉ là bớt càm ràm lại. Rồi trời ơi, cái cặp này thực ra là tưởng là căng thẳng nhưng mà thực ra cũng vui. Và tất cả những gì cần khuyên chị cũng đã khuyên rồi. Chị đã khuyên rồi đó, đó là chị... điều quan trọng nhất trong cái mối quan hệ đó. Của tụi em ứng dụng liền. Mua cái đầm xong đêm nay ứng dụng cái từ ấy luôn. Ấy ơi, tối nay ấy ngáy. Ừ. Đó, nha. Xin cảm ơn hai chồng mày nha. Cảm ơn tụi em nhiều nghe. Ừ, con chào cô Hoàng Trân. Ừ. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu về mình đi. Con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Đây dạ con. Rồi Khương Hoàng làm Khương, gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm với quê con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ngon lành rồi, ông Khương, chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi, và bây giờ tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận.
À, con chào quý khán giả đến xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. Dạ, con đến từ Sóc Trăng. Hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó con. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Bên làm bánh, nuôi tôm này ha, đi làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Hay rồi, con chắc bán... chắn là online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Có bánh, bánh nè, đó thấy không? Điện có hay không? Hả? Điện có nha. Điện có. Đó. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là về Về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. À. Ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26 Khương 30. 30 vậy là chắc chắn là đi mua bánh và gặp cô này thấy là cua cổ. Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm tôm điện đu vuông là chắc nó bán là sỉ. Dạ, đầu tiên lúc trước là con quen vợ cũng như là anh em thôi. Dạ. Với anh em rồi sau này cái khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Vậy thì mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Con làm đi mình, đâu mà con, về? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con chạy xe, làm tài xế á. Chạy xe cam. Cam gì? Cam sành á con. Cam sành á. À dạ. Tức là trước đó là con trước, làm tài xế con vận chuyển cam. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Trong lúc dịch nó đâu có được về quê đâu. Giãn cách không có được đi khỏi địa phương. Rồi ở trên Vĩnh Long khi cái năm trời nên cái gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Là thấy vậy là thấy sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi. Biết không? Lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Hết hồn, tự nhiên một năm xa cách xong về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cũng là cái lúc mà muốn làm quen. Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi là em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Dạ, biết gì thôi xong rồi khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ cô. Dạ xong rồi cái điện của con em rảnh không? Đi uống trà sữa với anh. Dạ lúc đó là con khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, có bụng mà có người rủ đi ăn mừng quá. Rồi cái con nói anh rủ với em đi. Dạ là lúc đó là lần đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước khoảng mấy năm, khoảng chắc tầm khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm dạ. Là ủa nhưng mà tại sao lại lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau đó rồi mới gặp lại rồi mới cua? Tại lúc đó con thấy có chồng con không nghĩ tới. À dạ Ngọc. Dạ con đã từng ly dị rồi cô. À lúc đó là một cái gia đình phải không? Cho nên rồi, là con hiểu. Không có để ý đúng không? Rồi xong rồi là con đi đâu con làm ăn xa xôi vậy này cái nọ đó. Xong rồi lúc vậy là một năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con phải nhảy vô đúng hiểu không? Đúng rồi. Cũng biết con cũng biết lâu cũng biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi. Chắc tại chưa tới duyên đó con. Nhưng mà mẹ đơn thân rồi con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé cô. Hai bé. Dạ. Bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Dạ. Rồi. Là bây giờ là con chung là có chưa? Dạ chưa cô. Chưa. Dạ. Mới đây à đúng không? Mới cưới khoảng 2 tháng. Rồi bây giờ. Con mới cưới 2 tháng à? Dạ. Như vậy là con quá lời. Trời đất ơi, nó là trâu mà có tới hai con ngé luôn á. Ớn thiệt chứ, quá ngon luôn. Ủa nhưng mà là sau khi con gặp lại Ngọc là cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? Dạ khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng đó có nghĩa là lần gặp lại rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa xong qua ngày hôm sau là tụi con tại vì ảnh còn ở nhà ảnh rủ con đi chơi xong rồi đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke mình karaoke đi tại lâu quá rồi anh không được vô. Dạ vô chỉ có hai anh em thôi vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm cưới. Dạ không, ông ta biết mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Tháng sau là đám tháng cưới. Tháng cưới luôn. Dạ, tháng vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Mới đây thôi. Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 29, 26 Tết đó cô.
Vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày ông dính liền luôn nha. Hay thiệt. Ngoài con, cái giọng hát của ông. Gọi là kêu bằng nó đi đi gọi là gì? Đi gọi là đi sao mà về trước á. Ha, người ta đi mà... trước về sau, đây mình đi sao mà về trước luôn. Mà lu đù giác cái luôn nó chạy. Thiệt chứ. Nó chạy quá nhanh luôn. Ừ. Chạy 3 ngày rồi. Quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng cưng ba không? Dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên, không thèm ngó ngàng tới đúng con nữa. Cưng ba đúng không? Dạ thương ba luôn. Còn bây giờ là con đụng vô ba không được. Dạ. Dạ con không đụng vô ba được luôn. Ôi, lúc nào cũng ba con nó mẹ ba con nó con thương ba con lắm. Ủa sao con hay vậy? Con hay vậy đâu chia sẻ với kiếp coi. Dạ lúc đầu con có mẹ cho ba mẹ vợ trong nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi. Con về con nói với mẹ con nói hồi đó thì cha mẹ con khó lắm không có chịu kiểu như là mẹ đơn thân á mà sao không biết gặp vợ con rồi cái mẹ chịu với hai đứa nhỏ rồi cha mẹ chịu rồi mới con mới nói vậy thôi vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa gái con. Hai đứa gái bởi vậy nó cưng là đúng rồi. Ôi vậy hả? Nhưng chắc giống mẹ hả? Chắc giống mẹ ha? Hai đứa gái chắc giống mẹ lắm đúng không? Xinh xắn đúng không? Dạ. Khương có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có. Hay là chỉ kể về cái hoàn cảnh của vợ thôi, của Ngọc thôi. Lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có dẫn. Tức là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Mẹ ba với mẹ khó hết luôn. Không? Khó. Nhưng mà khi gặp rồi nhưng mà khi gặp rồi á thì là thương dạ. Vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Cháu thấy hoàn cảnh vậy đó mẹ thương. Rồi bây giờ hỏi câu này không phải đào bới đâu nha. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm cô. Xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Đúng rồi, dân tài xế mà em sao vậy? Không thấy nó hiền quá à? Không, hiền quen. Hiền dắt cái lu chạy em thấy hả? 3 tháng trời mà quất luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Rồi lúc đó con học hết lớp 12 rồi con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không ý. Thì trong lúc thời gian mà mình thanh niên mà phải có người yêu thôi, phải có con cũng trải qua hai mối tình ở bên Đài Loan hả? Việt Nam? Dạ Việt Nam, yêu xa không rồi chú? Yêu xa không không? Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói dạ, chung là như anh em không có thích chứ. Con cũng không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Dạ. Rồi rồi như vậy là tụi con mới có lấy nhau 3 tháng rồi đúng không? Dạ, 2 tháng tính luôn cái tháng. Thời điểm quen là 3 tháng. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Hương á thì trong 3 cái ngày mà trước khi mà tụi con tức yêu là, nhau đó tức là thì con có kể về cái hoàn cảnh của con. Có nghĩa là chia con... sẻ của con với Hương. Con có chia sẻ tức là chắc chắn là Khương tức là con gặp lại con mới chia sẻ hay là trước hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ lương thân á, thì con có tâm sự với Khương không? Ừ, dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á con. Là nói trước dạ. Khi là yêu nhưng nhau mà lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy đó. Con thấy vậy con thấu hiểu được con thương vợ con. Lúc mà con ly dị đó con. Mình ơn con nuôi hai bé và đỡ một cái là có ngoại con phụ chứ nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực tại vì hai bé nó nhỏ cô nó hay bệnh nữa. Bé 5 tuổi bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 23 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ tại vì nó ở chung nhà á cô. Xong rồi con hai thao nước hai bên này nè, con vừa lao nước hai bé cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó vừa làm cha vừa làm mẹ ha, vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ, cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu dạ. Mà. Cho nên là khi mà Khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Khương thương liền. Đúng không? Đúng không? Thương liền. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay thương vợ hơn? Lúc đầu con thương hai đứa nhỏ. Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn. Tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cái là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó.
là nó khao khát, nó tự nhiên nó giống như nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á, thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Nhưng mà đó. Chị Một biết không, khi mà Khương nói là thương hai đứa nhỏ nhiều hơn thì chắc chắn cô này hạnh phúc. Hạnh phúc chứ, hạnh đúng không? Cô biết là con đứa hạnh phúc, cho nên cô rất muốn hỏi cái điều đó là vì lý do đó. Và rồi. Với bạn Khương á, thì chắc chắn là bạn không có biết đầu môi chót lưỡi, bởi vì bạn này là một người cực kỳ thật thà. Đúng không? Đúng, thành ra là tất cả những gì mà Khương nói á, là sự thật. Cho nên cô phải chúc mừng con, bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau, nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là nó là tình yêu đơn thuần, mà nó là tình thương và tình yêu. Cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Thành ra là cô mong á, là Khương à, con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Và con có biết không, con nít nó ngộ lắm, nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Con nhớ vậy nha. Con thương nó là sau này là con, nói chung nó trả lại hết, tức là nó, con hiểu không? Con sẽ có lại hết những gì mà con đã cho tụi nó. Con nghe, con nhớ nha. Không những thương ba mà lại là thương ông nội bà nội nữa. Tốt rồi. Ông nội bà nội lúc nào cũng thôi con về nội con à, con về nội con. Dạ, nhưng khi ở bên nội con rước về không chịu về luôn con. Đó thì cha ông bà nội thương thiệt. Dạ, ông bà nội thương con lắm. Nít mà con ai thương nó là nó thương lại. Dạ. Nó không có giả dối được. Con thành cảm ra thấy là cô con phải may chúc mắn. Mừng con đó, con quá là may mắn luôn. Dạ, con thấy con may mắn khi con có được chồng thương và thêm nội, gia đình nội thương. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng. Đó. Bây giờ mình tới tiết mục vui đi nghe. Tiết mục kể lễ đó. Khi con kể về cái hoàn cảnh của con á thì chắc chắn là khán giả xem cái đoạn này cũng rất là xúc động. Mà bây giờ tới cái đoạn này cho nó phá không khí đi, cho nó vui lên đi, cho Khương nó bớt buồn, mặt buồn quá. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái tật Khương xấu, nó có tật xấu gì đó? Dạ. Và hoặc là giờ... không, nó tật xấu thì nhiều khi nghe em em bị sốc không? Khương có cái tật gì mà con chưa hài lòng không? Đó. Dạ, chồng con thì hầu như là ảnh tốt đó cô. Dạ, chỉ có ảnh nấu ăn cũng ngon. Thương vợ thương con, làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là ảnh rất là cực. Thương lắm, con thương lắm, chỉ có một cái tánh là ảnh hơi nóng thôi. Hơi nóng. Dạ, mỗi lần nóng lên thì sao? Cọc không? Dạ, hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu, kể cho một chuyện nghe chơi coi. Tại cô không hình dung được Khương nó nóng sao. Mắt anh buồn vậy nè. Mắt anh buồn, mặt anh hiền khô. Mày khô à. Mày hiền khô mà không biết lúc anh nóng sao nè. Tôi đang nóng nha bà. Anh nóng. Hiểu không? Mặt vẫn buồn vậy nè. Tôi đang nóng nha bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà thấy ngủ ngắt không à? Ừ. Tại sao con mỗi lần con nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng rồi cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là kiểu như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có dạ không hét. Đập đồ này kia thì không, chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á. Rồi con thấy mỗi lần con làm cái gì sai hay là sao, ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ, con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ. Tức là khi ảnh nóng anh giống như một con người khác luôn. Dạ, hả bởi con? Vì dạ con chỉ muốn cái kiểu như là con ví dụ như bình thường con không có gì chứ, nhưng mà con bực bội, con hơi khó chịu. Kiểu như là con muốn cái gì đó tỉnh chu hơn xíu vậy đó. Cái gì anh cũng muốn hoàn hảo. Con muốn cái gì nó cũng phải là nó gọn gàng tỉnh chu. Khi đi làm mệt về thì con muốn thấy nhà cửa nó con nít nó quậy á. Con thấy nhiều lúc con nó quậy mà con thấy hơi bực bội. Quậy mình cọc luôn á. Rồi đâu không con nói chung nó quậy thì con không có gặp. Nhưng mà vợ con kiểu như không quan tâm, lo làm bánh nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ, không có tức. Là ảnh không quan tâm hai đứa nhỏ là con kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi vậy rồi con thấy vậy con nhiều lúc cũng hơi bực. Là ảnh muốn cho con là bớt công việc làm bánh thì lại là đi giao đồ lại. Quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ, không muốn cho con làm nữa. Lúc anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào. Là anh nói hét là có hơi nạt thôi chứ không phải, tại vì bên la quá cũng đâu có nên đâu con, tại vì mình làm chồng
khi hơi nói lớn tiếng thôi chứ không phải là ra là rồi hiểu lớn vậy tiếng. Mà sao nó sợ dữ vậy? Nó nói nó sợ lắm, mỗi lần mà con mà nóng lên là con như con người khác vậy đó, làm nó sợ kìa. Dạ tại bên này người ta mềm yếu, thì tại hiện tại con rất con bình thường rồi, con hiền lắm, nhưng mà con quạo vô con hơi la. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị hai xị hoặc năm xị chẳng hạn, thì bạn này có uống rượu không? Dạ không, con không biết nhậu. Ít lắm chú. Dạ. Có bạn bè kia mới nhậu. Có gì rồi, mà tức là không phải chuyện đó thôi. Đúng không? Dạ. Có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con đang kể xấu chồng con mà, có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Ghen sao? Ghen cái gì? Dạ kiểu như là lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ. Em lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ. Không có muốn con đi mà nên. Không phải đâu cô, nhiều khi con sợ người ta nói. Người ta sợ nói bắt vợ làm gì đó. Rồi, sợ chia sẻ. Tiếng là bắt vợ mình làm. Chia sẻ với vợ mình. Nó không hay. Anh con nhiều lúc khi con muốn đi theo. Cái phần ở dưới lộ đang làm con. Chạy xe em khi cầm một tay cầm bánh, tay đi giao á thì thấy nguy hiểm. Nhưng mà là vợ mà đi một mình mà giao bánh cho khách hàng là nam, chắc con ở nhà chắc có cũng bình thường thôi chứ. Bình thường đúng không? Dạ. Không có gì đúng không? Nhưng mà nhiều lúc có mà nhắn tin tè tè con hơi bực bội, nó nhắn tin đi hoài, nhắn này không ngủ thì nhắn tin hoài. Nhắn tin cho khách hàng là nữ là nam gì ổng cũng khó chịu hả? Dạ, tính vậy đó. Không, tức là ghen nó nhiều kiểu lắm em ơi. Nhiều khi á không quan tâm tới chồng, không quan tâm tới con mà cứ ôm cái điện thoại, cho dù là làm ăn, cho dù là kiếm tiền cũng vẫn bực, đúng không con? Giống như mình cảm thấy mình bị bỏ rơi bên lề cuộc đời vậy đó. Tiền đối với em là tất cả ư? Phải là tôi là các con chứ, đúng không? Rồi sao, còn tật gì nữa không? Dạ không cô. Hết rồi. Dạ. Đó, là chỉ có là hơi mong muốn đi, thôi mong muốn thay đổi luôn. Rồi nóng tính. Đó, hay lớn tiếng. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ con chỉ mong muốn là chồng con nói chuyện khi mà mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Dạ, nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Đó là tổn thương đúng không? Rồi giờ tới con đó Khương. Chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Tới con đó. Giờ con có những tật xấu nào? Anh cứ nói đi. Vợ con nói chung là nó biết, vợ con là biết công ôn ngôn gia gia hạnh chứ. Gì? Công dung ngôn hạnh, rất là công dung ngôn hạnh. Là giống như bên chồng anh vợ sắm hòa đồng đó. Nhưng mà con nhiều khi con muốn như vợ thay đổi là làm cũng phải biết trừ thời gian lại dành cho tụi nhỏ, với gia đình. Hết. Đúng rồi, nãy cô thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Con thấy không? Tại vì vậy nè, con biết sao không? Chồng con á thương con, rất là thương con. Cô đã nói là chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Thành ra là chồng con mong muốn những một cái điều, nó có những cái điều mà có thể là nó là về phía của ảnh thôi. Là anh chỉ muốn con được thảnh thơi một chút, muốn con phải lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Đó, nhưng mà cô biết là vì sao con đang có cơ hội, con dễ kiếm tiền hơn. Cho nên là con mê. Tại vì sao? Chồng con không phải là, vợ con không phải là muốn kiếm tiền mà để chứng tỏ hay muốn gì đâu. Mà tại vì sao? Thứ nhất, chồng con là, vợ con là luôn luôn cảm thấy là ví dụ cơ hội nó đến là phải làm, phải chia sẻ với chồng. Bởi vì sao? Con đã gánh quá nhiều rồi. Con gánh cả ba mẹ con mang đến cái tình yêu, đến cái tình thương và cái sự hạnh phúc cho vợ con quá nhiều. Cho nên vợ con rất muốn làm cái điều là cùng với con để mà chung tay lo cho cái gia đình mình nó thoải mái về kinh tế, về tất cả mọi thứ. Đó là cái điều mong muốn của vợ con, chứ không phải là vợ con không quan tâm đến con hoặc là mấy đứa nhỏ. Có nghĩa là vợ con đang làm một cái việc mà trong cái vòng quản lý của vợ con được, ví dụ như vừa làm bánh nhưng mà em vẫn coi con được. Có thể là con nó không được là
chỉnh chu như con của những người khác, là có người hầu kẻ hạ kế bên để sạch sẽ, nhưng là vợ con control được cái việc đó. Và chắc chắn là con của con nó sẽ không bị một cái gì mà gọi là thua thiệt với người khác đâu. Đó, con yên tâm. Thế nhưng ngược lại á, thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi. Con quá cực rồi cho nên chồng con muốn bù đắp cho con. Cho nên chồng con bị sót. Bị sót. Vừa sót con nè, mà lại vừa hơi ghen tị một chút là trời ơi sao mà bà cứ lo, bà kiếm tiền kiếm bạc, bà không quan tâm tới mình. Rồi hai đứa nhỏ nó vậy mà không chịu người lo này kia nọ. Đó là những cái mà cái cảm xúc nhất thời của chồng con. Đó, cho nên là chồng con mới vì sót quá nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Vì thương quá. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy à cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Rồi. Nhưng mà theo cô thì như vậy nè. Con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về từ ngữ. Con hiểu không? Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sao khi mà vợ con đến với con là vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi. Lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặt cảm riêng. Con hình dung không? Nhiều khi không nói với con nhưng mà tự vợ con sẽ có cái mặt cảm đó. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó giống như là nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Con hiểu với cô không? Dạ, con hiểu. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót. Hình dung không? Thương hết, thương hết luôn, thương hết cả cái cực của nó, thương hết cả cái mà hy sinh của nó, thương hết. Nhưng con sẽ từ từ nhỏ nhẹ con nói nó sẽ hiểu. Dạ. Hiểu để mà dành cho chồng con mình thời gian của mình nhiều hơn. Nha. Ừ. Rồi. Đúng không? Dạ, con muốn nói gì với chồng không? Con không có suy nghĩ gì nhiều. Tại vì nhiều khi con nói anh đi làm về hơi bực xong rồi về rồi thôi. Chứ đó giờ hai vợ chồng con chưa giận nhau quá một tiếng đồng hồ cơ. Ok, vậy là quá tốt rồi. Dạ, quá rồi. Anh kiểu như anh bực xong rồi là anh sẽ trở lại. Anh hồi anh năn nỉ con thôi. Nãy anh lỡ anh lớn tiếng với em rồi thôi giờ cho bỏ qua cho anh đi. Nãy tại anh nóng quá nên anh không có suy nghĩ. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai chồng nha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình đến phần gì ta? Kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Ok, rồi bốc thăm may mắn. Dạ. Không biết